trở lại nữa đó. Rồi quý vị ơi, bonsai 2636, hai cây giấy cẩm thạch, giấy Mỹ ghép cẩm thạch, 250k bao ship toàn quốc, quen rồi ship code lại chuyển khoản nha quý vị. Đây cây số 1 nha, cây số 2 đây. Mấy cái này là tôi bán cho quý vị, một cặp này tôi lại được có 30-40 ngàn thôi nha quý vị, chứ không có lời nhiều đâu nha quý vị. 30 ngàn thôi nha, 40 ngàn là dữ lắm nha. Con lượng có thấy ai mà nó sủa sủa đó bi. Bây giờ con lượng mới thấy ai mà nó sủa sủa kìa. Ừ, nó mới đi ra nó sủa sủa sực thật thật đó. Rồi hả, nó sủa bên đó, nó sủa sực thật thật đó. Cái vậy thấy lá cẩm thạch nó đẹp không đó, con lượng nó sáng hơi lắm chứ bộ. Đó, nó mới đó, nó mới chạy qua đó, nó nghe ai nó sủa sực sực đó. Rồi cây số 1 nha, lá nó nè, đây nè, nó bên này nè đó. Rồi đây cây số 2 nha quý vị, đó nó mới, nó mới nghe ai cái nó sủa hực 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 đó. Rồi trời mưa này mấy ông đi bắt rắn bắt ếch gì quá trai nha, cẩn thận nha. Rồi hai cây này 250 bao ship toàn quốc nha quý vị, quen ship code lại chuyển khoản nha. Vườn mình thì bao la cái cối nha bi. Kết thúc nha quý vị.